Các bạn nghĩ là cái nghề TikToker này nó dễ ăn thế hả? Sáng viết kịch bản, chiều quay dựng, tối up video, mỗi tuần chỉ cần làm vài cái thôi là cuối tháng kiếm bộn tiền. Báo đài đưa tin ầm ầm, top topker này kiếm trăm củ, top topker kia kiếm chục tỏi. Đó là bởi vì họ đâu có đưa tin về những cái TikToker mà vẫn còn nghèo như mình đâu. Hôm bữa mình đi dạy cho một lớp các bạn nhỏ của một trung tâm MC ấy thì mình có hỏi một bạn học lớp 3 là sau này em có muốn trở thành một nhà sáng tạo nội dung không? Bạn ấy mới hỏi là làm gì vậy thầy? Thì mình bảo là làm TikToker giống như thầy này. Xong rồi bạn ấy bảo là em không làm TikToker đâu, TikToker toàn trẻ trâu thôi. Đấy là nói điêu, thực ra bạn chỉ bảo là không muốn làm TikToker thôi, bạn muốn làm YouTuber. Đấy, cùng là sáng tạo nội dung mà TikToker lại không được coi trọng bằng yêu từ bé ư, là thế nào? Thứ hai, các bạn nghĩ là TikToker suốt ngày được nay đây mai đó chứ gì? Chiều quay job ở Nha Trang, tối lại đi review ở Đà Lạt, sáng hôm sau lại check in sang chảnh ở Bangkok còn lâu đi. Đây mình này, suốt ngày ngồi ở nhà làm video thôi, ngồi nhiều đến mức bị trĩ luôn. Đây là nói điêu, đây là nói quá lên thôi. Rồi có những cái lúc mà chán quá thì mình phải cầm cái con laptop MSI của mình ra ngoài quán cà phê để viết kịch bản gửi cho khách. Thì tới cái thứ ba này, đâu phải lúc nào cũng có khách đâu. Tháng có, tháng không, đâu phải lúc nào cũng có booking quảng cáo. MSI là một thương hiệu laptop uy tín tới từ Đài Loan với nhiều mẫu mã vô cùng nổi bật và mức độ phổ biến tương đối rộng ở hơn 120 quốc gia. Chiếc laptop MSI Modern 15 mà mình đang sở hữu có thiết kế linh hoạt, tối giản, nặng 1,7 kg, bản lề 180 độ. 180 độ, 180 độ, xin được nhắc lại, 180 độ. Màn hình 15,6 inch Full HD IPS, nó được thiết kế phù hợp để các bạn có thể mang đi học trên trường hay đi làm ngoài quán cà phê. Với Core i7 RAM 16GB, rất phù hợp để mình có thể sử dụng làm mọi công đoạn từ lên kịch bản tới edit video và những cái tác vụ văn phòng khác. Hiện tại nó đang có giá giảm từ 19,4 xuống còn chỉ 14,9 và giảm thêm 400k cho anh em học sinh sinh viên mùa tự trường này. Quá đã luôn, cần dám laptop thì chốt ngay anh em. Link ở dưới comment hoặc là tại các cửa hàng Thế Giới Di Động nha. Và video này không hề quảng cáo nha.